Huấn luyện viên Park Hang-seo nhắn tin lúc nửa đêm cho vợ sau trận đấu Syria. Chiến lược gia của Việt Nam chia sẻ về tình hình của bản thân cũng như các học trò trước trận đại chiến với Hàn Quốc ở bán kết ASEAN diễn ra vào ngày 29 tháng 8. Một ngày sau chiến thắng lịch sử trước Syria ở tứ kết. Chiều hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo cho các cầu thủ tập nhẹ và làm quen sân thi đấu Pakansari Tây Java. Trong phần trả lời phỏng vấn, ông tỏ ra thoải mái. Khi được hỏi đã làm gì sau trận đấu hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, sau khi về phòng khách sạn lúc 1 giờ, ông gửi một tin nhắn cho vợ ở quê nhà Hàn Quốc với nội dung anh đã có một ngày vất vả. Không chỉ huấn luyện viên Park, rất nhiều cầu thủ Việt Nam cũng trải qua một ngày mệt nhọc. Nhiều người có dấu hiệu bị đuối sức, căng cơ, thậm chí không đủ khả năng thi đấu hết 120 phút với Syria. Dư Mạnh có vẻ nặng nhất, thậm chí chuột rút toàn thân, người cứng đơ như cục gạch. Theo chia sẻ của ông Lê Huy Khoa, trợ lý ngôn ngữ của huấn luyện viên Park Hang-seo, tuy nhiên tình hình của trung vệ trụ cột này cũng như các đồng nghiệp khác không nặng như đồn đoán. Huấn luyện viên Park chia sẻ, các cầu thủ chưa hồi phục hoàn toàn nhưng phần lớn thời gian hôm nay họ được nghỉ ngơi và tình hình đã tốt hơn hôm qua. Dư Mạnh cũng không chấn thương. Hôm qua cơ thể cậu ấy bị mất nước do thi đấu quá nhiều. Chiều nay đoàn thể thao Việt Nam đã cử thêm bác sĩ tới hỗ trợ đội bóng đá. Khi được hỏi về điều lo lắng nhất khi gặp Hàn Quốc, ngài Park nhiễm màu đã nhắc tới án treo giò của Văn Hậu. Ngưng một lát, ông nói thêm, Hàn Quốc cũng có khó khăn riêng, cả chúng ta và họ cũng chỉ có một ngày nghỉ, cũng phải đá hiệp phụ ở tứ kết. Việt Nam có điểm bất lợi hơn khi phải gắng sức tấn công đối thủ, chơi phòng ngự, thể lực của chúng ta tiêu hao hơn Hàn Quốc. Trong buổi phỏng vấn này có khá nhiều phóng viên Hàn Quốc, một trong số đó đã hỏi bằng tiếng Hàn với nhà cầm quân 59 tuổi về sự chuẩn bị của Việt Nam trước vòng bán kết. Ông đáp, tôi sẽ nỗ lực hết sức để người hâm mộ ở cả Hàn Quốc lẫn Việt Nam đều không thất vọng. Vợ ông Park Hang-seo tổ chức Olympic Việt Nam thắng Hàn Quốc ở bán kết. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Olympic Việt Nam ASEAN 2018 Park Hang-seo luôn sở hữu cho riêng mình một cổ động viên đặc biệt, bà xã John Sonnen, người luôn đồng cam cộng khổ với ông trong suốt cuộc đời và sự nghiệp. Khi đội Olympic Việt Nam sang Indonesia tham dự ASEAN 18, bà John Sonnen lại tranh thủ trở về Hàn Quốc thăm gia đình và cậu con trai duy nhất của hai ông bà. Chia sẻ với phóng viên về những cảm xúc trước trận bán kết gặp Hàn Quốc vào 16 giờ hôm nay, bà John Sonnen nói, tôi theo dõi tất cả các trận đấu của Việt Nam, nhưng nhiều trận không dám xem hết 90 phút vì quá hồi hộp, lo lắng. Lần nào xem tôi cũng phải cầu nguyện cho ông nhà tôi được chiến thắng. Dĩ nhiên tôi là người Hàn Quốc nên tôi rất yêu đội Hàn Quốc. Nhưng vào thời điểm này, ông nhà tôi đang dẫn dắt đội Việt Nam, nên tôi muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Olympic Việt Nam. Chúc các học trò của ông Park có màn trình diễn tuyệt đẹp và đạt kết quả mỹ mãn ở trận bán kết. Tôi luôn ủng hộ đội bóng của ông xã dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hôm qua khi trả lời phỏng vấn báo chí, ông Park đã bật cười sảng khoái. Khi được hỏi về vợ, ông bảo vợ tôi có biết gì về bóng đá đâu. Hôm qua nghe tin chiến thắng thì bà ấy có nhắn tin động viên để làm tốt công việc thôi. Tại cuộc họp báo ra mắt ngày nhận chức đội tuyển Việt Nam ở Hà Nội vào năm ngoái, ông Park tiết lộ sẽ đưa vợ sang Việt Nam càng sớm càng tốt vì vợ chồng ông sống đúng theo kiểu con người châu Á, chồng ở đâu vợ ở đó. Liên đoàn bóng đá Việt Nam xây hai ngôi nhà dạng biệt thự dành riêng cho các chuyên gia nằm kế sát trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ông Park đón bà xã sang và hàng ngày ăn cơm vợ nấu. Bà John Sana mỗi tuần đi siêu thị vài lần mua thức ăn về để tủ lạnh và chế biến các món Hàn Quốc cho chồng. Thỉnh thoảng hai ông bà lại bắt taxi đến nhà hàng Hàn Quốc ở gần sân Mỹ Đình giao lưu với những người đồng hương cũng như làm việc tại Hà Nội. Bà Trang còn thạo tiếng Anh hơn chồng. Cũng đầu năm nay, ngay sau khi đội U23 Việt Nam giành chiến thắng ở bán kết giải U23 châu Á, bà Trang đang ở thủ đô Seoul cũng đã có đôi lời bộc bạch. Sau World Cup năm 2002, rất nhiều phóng viên Hàn Quốc đến nhà tôi và xin phỏng vấn tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên và không biết phải làm gì trong suốt thời gian đó. Kể từ đó tôi tránh tất cả các phóng viên báo chí, nhưng hôm nay tôi quá hạnh phúc. Tôi rất vui khi thấy chồng tôi đã làm được một việc rất tuyệt vời. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng tôi tin chồng tôi là một huấn luyện viên tài năng. Tôi tin tưởng ông ấy. Ông ấy là chồng tôi và tôi sẽ mãi mãi ủng hộ ông ấy. Tôi rất vui với thành công của chồng tôi ở Việt Nam. Tôi muốn cảm ơn tất cả người dân Việt Nam đã ủng hộ chúng tôi. Bà Park và huấn luyện viên Park Hang-seo, người phụ nữ thầm lặng đứng sau thành công của U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng tiết lộ với báo chí Hàn Quốc, ông đã hỏi ý kiến của bà Park trước khi những lời sang Việt Nam làm việc. Ông sợ rằng việc chuyển đến là một đất nước xa xôi sẽ ảnh hưởng đến gia đình, vì vậy việc nhận lời hay không còn phụ thuộc vào ý kiến của vợ. Rất may mắn với đội tuyển Việt Nam khi bà Park nhanh chóng đồng ý động viên chồng đến đây làm việc. Bà hiểu rằng người đầu ấp tay gối với mình dù đã 60 nhưng vẫn có niềm đam mê bóng đá. Nếu không theo đuổi tình yêu với trái bóng, có lẽ ông cũng không còn là ông nữa. Khi ông Park Hang-seo sang Việt Nam làm việc, bà Park cũng sang ở cùng ông. Vợ chồng ông được VFF sắp xếp ở tại khu nhà chuyên gia. VFF cũng không yêu cầu thầy Park phải ở khách sạn với học trò mà có thể ở nhà với vợ.
Nhưng vì sự chuyên nghiệp, vì muốn hiểu các học trò nhiều hơn, ông đã chuyển vào ở khách sạn với các cầu thủ Việt Nam. Và Park thường lấy bóng một mình, tìm kiếm niềm vui bằng những người bạn mới. Còn người con của thầy Park thì ngóng trông mãi bố khi đi công tác chưa thấy về, nhưng có lẽ cậu cũng sẽ thông cảm và hiểu cho công việc mà bố mình đang làm. Sau chiến thắng lịch sử của Việt Nam ở trận tứ kết trước U23 Iraq, huấn luyện viên Park Hang-seo ngậm ngùi nhắc đến gia đình. Tôi nhớ vợ và các con của mình, tôi nhớ mẹ già của tôi năm nay đã 93 tuổi và đang ở quê. Tôi sẽ dành hành trình kỳ diệu này như món quà quý giá để tặng cho gia đình khi gặp lại họ. Ông Park Hang-seo là người rất tình cảm, nỗi nhớ vợ như con, nhớ mẹ luôn thường trực trong trái tim của huấn luyện viên người Hàn Quốc này. Có lẽ mỗi khi đội tuyển mà ông huấn luyện viên dẫn dắt giành chiến thắng là một lần tâm tư bà Park trào dâng, nhưng sâu thẳm trong lòng chắc chắn rằng bà đang ở đằng sau dõi theo màn hình TV, nhìn từng cử chỉ ánh mắt hành động đáng yêu của người chồng mình. Người phụ nữ ấy cũng hy vọng Việt Nam sẽ giành chiến thắng, ông sẽ trở về trong niềm vinh quang, bà sẽ được gặp ông với niềm hạnh phúc, niềm tự hào mãnh liệt. Chính điều này sẽ làm nguôi ngoai nỗi nhớ của bà dành cho ông nguôi ngoai những ngày tháng xa cách bấy lâu. Ở vào bán kết bóng đá nam ASEAN 18, sau khi hai cặp đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria và U23 UAE và U23 Triều Tiên kết thúc, bốn cái tên vào bán kết đã được xác định. Tấm vé đầu tiên vào bán kết môn bóng đá nam thuộc về U23 Nhật Bản. Sau khi đội bóng xứ sở hoa anh đào vượt qua U23 Saudi Arabia với tỷ số 2-1. Trong khi đó U23 Hàn Quốc với ngôi sao trở về từ ngoại hạng Anh, Seo Hun-min cũng phải rất vất vả mới đánh bại nhà đương kim vô địch U23 châu Á, U23 Uzbekistan với tỷ số 4-3 trong thế hơn người sau 120 phút nghẹt thở. Đối thủ của U23 Hàn Quốc chính là U23 Việt Nam sau khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có chiến thắng xứng đáng 1-0 trước U23 Syria sau 120 phút nghẹt thở. Pha lập công duy nhất của cầu thủ vào thay người Văn Toàn ở phút 109 đưa U23 Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất bóng đá nam ASEAN. Cái tên cuối cùng giành quyền vào chơi ở bán kết là U23 UAE sau khi đánh bại U23 Triều Tiên với tỷ số 5-3 ở loạt luân lưu căng não. Trước đó hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút. Như vậy cặp bán kết còn lại là cuộc chạm trán giữa U23 Nhật Bản và U23 UAE. Theo lịch, cả hai trận bán kết đều được tổ chức vào ngày 29 tháng 8 tới. Cặp đấu U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ, trong khi cặp bán kết còn lại giữa U23 Nhật Bản và U23 UAE diễn ra vào lúc 19 giờ. Huấn luyện viên U23 Hàn Quốc tức tốc dò thám U23 Việt Nam ngay sau khi kết thúc buổi họp báo. Sau khi U23 Việt Nam đánh bại Syria để ghi dấu ấn lịch sử, lần đầu tiên lọt vào bán kết ASEAN, truyền thông Hàn Quốc đã tiết lộ một thông tin thú vị. Tờ Jeju-un khẳng định rằng, ngay sau khi kết thúc buổi họp báo sau trận đấu gặp Uzbekistan ở tứ kết trận đấu mà Hàn Quốc cũng thắng ở hiệp phụ, huấn luyện viên Kim Han-bun đã ra khán đài sân vận động Pancot Karahaga Bekasi Indonesia ngồi để theo dõi cuộc đấu giữa U23 Việt Nam gặp Syria Hàn Quốc cũng thi đấu tứ kết ở sân vận động này. Đây không phải là lần đầu tiên các đối thủ ở châu Á dò thám U23 Việt Nam. Còn nhớ ngay trước thời điểm ASEAN khởi tranh thì ở giải giao hữu cúp Tứ Hùng tại Mỹ Đình, huấn luyện viên Park Hang-seo từng tiết lộ sau trận thắng rằng chính đội U23 Hàn Quốc đã cử hai điệp viên tới sân Mỹ Đình để thu thập tư liệu hòng dò thám U23 Việt Nam. Tôi nói cho mọi người biết thông tin này nhé, Hàn Quốc không cùng bạn với chúng ta ở ASEAN, nhưng vẫn cử hai người sang Mỹ Đình quay video về U23 Việt Nam, nên chẳng có lý do gì thì các đội cùng bạn lại không cử người sang quay cả. Hay như ở vòng bảng tại ASEAN trong trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp Nhật Bản, cả đội U23 Malaysia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ong Kin Kwee cũng kéo tới sân để theo dõi. Sau đó Malaysia đã thua Nhật Bản ở vòng 1/8. Có thể nói ở thời điểm hiện tại bất kỳ đội bóng nào ở châu Á cũng đều phải cực kỳ thận trọng nếu đối đầu với U23 Việt Nam. Sau khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo liên tục lập những cột mốc lịch sử mới ở vòng bán kết sắp tới, màn đấu trí giữa huấn luyện viên Park Hang-seo với người đồng nghiệp Kim Han-bun bên kia chiến tuyến đang là kịch bản vô cùng thú vị và ẩn chứa nhiều bất ngờ với người hâm mộ ở cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc. Văn Toàn, U23 Việt Nam đã vào bán kết thì chẳng ngán đối thủ nào. Người mang về chiến thắng cũng như chiến tích lịch sử cho U23 Việt Nam là Văn Toàn đã không giấu nổi niềm vui khi ghi bàn thắng duy nhất để đội nhà hạ U23 Syria ở tứ kết tại ASEAN 2018. Chia sẻ sau trận đấu, Văn Toàn đã cho biết: "Hôm nay tôi thật sự vui khi ghi bàn giúp đội chiến thắng và cũng đã lâu tôi không ghi bàn cho đội tuyển. Đây là bàn thắng giải tỏa được áp lực cho tôi và chiến thắng ngày hôm nay là động lực cho trận đấu gặp U23 Hàn Quốc rất khó khăn sắp tới." Đối với thành tích vào bán kết,
Văn Tàn tự tin khẳng định, trước giải đấu chúng ta đã vào đến trận chung kết U23 châu Á, thì ở giải đấu này không có cơ sở gì không vào sau tại ASEAN. Chúng tôi có sự tự tin vào bản thân, đội bóng tự tin để thi đấu từng trận. Từ kẻ phá hoại chờ Văn Toàn còn đóng vai trò gà son cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Trước thềm ASEAN 2018, Văn Toàn nhuộm tóc với lý do muốn tăng thêm quyết tâm, hòng cải thiện được vai trò của mình trong mắt huấn luyện viên Park Hang-seo. Thế nhưng đáp lại sự hào hứng của Văn Toàn là duy nhất 45 phút được cho ra sân thi đấu trong hiệp 2 trận gặp Oman ở giải giao hữu tứ hùng trước thềm ASEAN. Sau đó liền hai trận đấu mở màn tại Indonesia, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ cho Toàn ngoài ghế dự bị, nhìn U23 Việt Nam thắng Pakistan 3-0 rồi thắng Nepal 2-0. Những tưởng chuyện Văn Toàn trở nên vô hình với thầy Park là sự thật thì ông khiến cho tất cả ngạc nhiên khi sau đó cho cầu thủ này đá chính ở trận gặp Nhật Bản, và chính Toàn là người đã cùng Quang Hải vây đáp cầu thủ đối phương để rồi sau đó đạt được bóng kiến tạo cho ngôi sao của Hà Nội FC ghi bàn. Sau trận đấu với Bahrain, Văn Toàn là phải ngồi trên ghế dự bị, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo không quên vận may của cầu thủ này cùng khả năng quấy phá cực kỳ khó chịu. Phút thứ 77, ông thay Toàn vào sân tới chỗ cho Phan Văn Đức, và chỉ 11 phút sau Toàn tham gia vào pha bóng dẫn tới bàn thắng quý như vàng của Công Phượng, hai bàn thắng cho U23 Việt Nam mà ở đó Văn Toàn đóng vai gà son, cũng như những đóng góp rõ ràng về lối chơi chung của toàn đội đã đưa huấn luyện viên Park Hang-seo tới quyết định dùng cầu thủ này trước Serie A. Phút 82, Toàn vào sân thay cho Công Phượng, và phút 108, tận dụng pha bóng nảy ra khi anh Đức dứt điểm đập xà ngang, Toàn ghi bàn duy nhất giúp cho Việt Nam vượt Syria vào bán kết. Bàn thắng của Văn Toàn hay hai lần tham gia vào tình huống ghi bàn trước đó đều đậm chất may mắn, nhưng để xuất hiện ở những vị trí may mắn đó là thực lực, là khát khao của cầu thủ.